Mọi người ơi, hôm nay mình đi chợ thì vô tình thấy măng tây nè. Măng tây nó mọc thù lù ú nu luôn, cho nên mình mua về mình ăn thử nha. Bây giờ mình sẽ sơ chế nó sạch sẽ, mọc thù lù luôn. Chứ thường thường ở măng tây mình mua mọi người nó ống nhôm giống như cái tre vậy đó. Bây giờ mình sẽ sơ chế nó nha. Bây giờ mình sẽ cắt phần cái đuôi của nó bỏ nha mọi người ơi. Mình chỉ ăn phần trên của nó thôi. Em mê. Hello sweetie. Mình bấm cái nó non nè, non là bấm lỗ tai vô. Non là bấm ngón tay vô. Người ơi, mình đã rửa sạch sẽ nó rồi, bây giờ mình sẽ đi bắt đầu ăn nha. Bây giờ mình sẽ rải chi vào nha mọi người. Rải phô mai vào. Bây giờ mình sẽ rải phô mai. Rồi bắt đầu phô mai nó ấy rồi nè mọi người. Dài dài béo ngậy luôn đó, mình thích ăn phô mai kiểu này nè. Mời mọi người ăn với mình nha. Rồi ăn. Ngon quá. Gặp đăng đói bụng nữa đó. Trời ơi.
tung lên tan chảy luôn. Oh my god. Gặp phô mai bữa nay nó phô mai gặp phô mai bữa nay nó sale nữa đó mọi người. Mình không thích ăn cái ở trên này nè. Mình không thích. Ây da. Có lưỡi không? Rất sợ. Mình dùng phô mai làm pizza mọi người. Béo như chưa từng được béo luôn á. Có cây khoai tây, à, cây măng tây nè. Rất là ngon. Mập thù lù cho nên rất là ngon. Ăn không nó ngọt vậy đâu.
What? Hot. Xin chào mọi người đi, con xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người đi. It's hot á. Don't touch it. Nóng nha. Không được đụng á. Xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Yeah, good girl. Ok, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Mây gió đi, con mây gió đi. Con mây gió, con mây gió. Mây gió. Ok, đi chơi đi. It's hot, ok. Không muốn đi. Không muốn đi mọi người ơi. Hot 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 hot. Hot. Bye bye mọi người. Mọi người ơi, mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người ơi. Con mình khóc rồi. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của gia đình mình. Bye bye. Say bye bye. Giỏi. Mắt. Mắt lắm.